Bạn đã thật sự hiểu về Digital Marketing? Đọc ngay cẩm nang định hướng sử dụng các công cụ và hướng dẫn bán hàng online một cách chi tiết nhất. Truy cập ngay atpbook.vn. Mẫu xe nội đầu tiên ở Việt Nam ra đời khi nào? Ra đời năm 1970, Lada Lot là chiếc xe hơi dân dụng đầu tiên được lắp ráp mang thương hiệu và sản xuất hàng loạt ở Việt Nam với mức độ nội địa hóa lên đến 40%. Hơn 40 năm trước đã có ô tô made in Việt Nam. Cách đây gần nửa thế kỷ, người dân ở miền Nam đã quen dùng các sản phẩm của Pháp từ thời đồ hộ nên các loại xe ô tô thường là các loại xe xuất xứ từ châu Âu. Đến giữa thập niên 60 với việc nhập cảng ồ ạt các loại xe gắn máy hai bánh Honda, Suzuki, Yamaha thì xe ô tô Nhật Bản cũng chen chân vào thị trường Việt Nam. Xe do Pháp chế tạo đã không còn sức hút với người tiêu thụ ngoại trừ chiếc Citroën Dusevi. Do đó, hãng Citroën tại Việt Nam đã quyết định tung ra thị trường một loại xe thực dụng và rẻ tiền, loại xe mà các công ty sản xuất xe Nhật Bản không thể cạnh tranh được, đó chính là chiếc Lada Lật. Trước đó, hãng xe Citroën đã thiết lập một cơ sở ở Đông Dương vào năm 1936, trụ sở lúc đầu đặt tại góc đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, hiện nay đã trở thành Café Terrace ở Sài Gòn. Dưới thời chính quyền cũ được rời đi và đổi tên thành công ty xe hơi Citroën, sau là công ty xe hơi Sài Gòn, tại nơi bây giờ là Diamond Plaza tại thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên mẫu mã của chiếc Miori và chiếc Baby Bros đã rất thành công ở các thuộc địa cũ, Citroën nhập cảng vào Việt Nam những bộ phận chính như động cơ, tay lái, giảm xóc, phanh, còn lại như đèn, còi, ghế nệm, dàn đồng đóng bằng tôn, mui xe được chế tạo tại Việt Nam. Lúc mà tung ra thị trường vào năm 1970, tỷ lệ cơ phần nhập cảng và cơ phần nội địa là 75-25. Đến năm cuối khi hãng Citroën đóng cửa là vào năm 1975 thì cơ phần nhập cảng và cơ phần nội địa theo tỷ lệ là 60-40. Có tất cả là 4 kiểu Lada Lật, loại 4 chỗ ngồi hoặc 2 chỗ ngồi với thùng chở hàng. Loại xe bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, để đáp ứng nhu cầu về phương tiện di chuyển của dân Pháp đương thời, hãng chế tạo xe Citroën đã tung ra thị trường 2 chiếc Dusevi. Từ dạng chiếc xe này, Citroën đã thành công trong việc sản xuất một chiếc xe rẻ tiền, bền bỉ, bảo trì và sửa chữa rất dễ dàng, thực dụng cho dân chúng thời hậu chiến. Tiếp đến là loại xe Citroën Dance và Miari sản xuất cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60. Chiếc Citroën Lada Lật sản xuất ở Việt Nam là loại xe dựa trên kiểu Citroën Miari, nằm trong kế hoạch hợp tác kỹ thuật của Citroën về cơ khí ô tô và những quốc gia có ý định sản xuất phương tiện giao thông nội địa, còn được Citroën gọi là kế hoạch hợp tác FAF. Dễ sản xuất, dễ trả tiền. Lada Lật sử dụng động cơ 4 thì, 602 phân khối, 31 mã lực, 2 xi lanh đối ở hai đầu nằm dẹp, flat twin. Hộp số thì gồm 4 số tay, truyền động ở trục bánh trước. Chiếc xe này có kích thước dài, nhân rộng, nhân cao lần lượt là 4.003mm x 1.530mm x 1.540mm. Mẫu xe đầu tiên lắp ráp tại Việt Nam có trọng lượng khoảng từ 480-590kg tùy theo kiểu dáng. Kiểu xe thùng thì nặng khoảng 770kg. Xe Lada Lật đánh đúng vào nhu cầu của người dân lao động Việt Nam, ít tốn xăng, dễ sửa chữa, dễ thay thế. Đặc biệt, một số bộ phận như cánh cửa, kính xe, thùng xe đều có thể tự chế. Các bộ phận rời được bán với giá rất phải chăng vì được chế tạo tại Việt Nam. Ngày nay, khi rất nhiều hãng xe đã xây dựng nhà máy tại Việt Nam, ít ai biết rằng Lada Lật lại chính là mẫu xe đầu tiên được sản xuất và lắp ráp tại quốc gia này. Từ news.zing.vn, Auto Daily. Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.